11 giờ 20 sáng ngày 1 tháng 12, chiếc máy bay Airbus A321 mang số hiệu VNA396 đã chạm bánh xuống mặt đường băng sân bay Điện Biên, chính thức ghi dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử của sân bay này đón nhận thành công một máy bay cỡ lớn hiện đại. Sau 6 tháng nâng cấp mở rộng, cảng hàng không Điện Biên trở lại với đường cất hạ cánh có độ dài lên đến 2.400m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho máy bay Airbus A321, A320 và các dòng tương đương. Bên cạnh nâng cấp, mở rộng đường băng, sân đỗ, nhà ga hành khách, cảng hàng không Điện Biên cũng được đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng mục tiêu phục vụ 500.000 lượt hành khách mỗi năm, tăng 40% so với công suất trước đó. Nhà ga cảng hàng không Điện Biên mới gồm 2 tầng, được trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống nhận diện khuôn mặt hành khách được lắp đặt ở quầy check-in và cửa kiểm soát an ninh tầng 1, tạo điều kiện thuận lợi cũng như tiết kiệm thời gian cho hành khách. Tầng 2 sẽ là khu vực chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác. Sau thành công của chuyến bay đầu tiên này, từ ngày 2 tháng 12, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay thương mại đến, đi từ sân bay Điện Biên. Trong giai đoạn đầu, hãng hàng không quốc gia sẽ khai thác hàng ngày đường bay giữa Hà Nội và Điện Biên với tần suất 7 chuyến một tuần. Việc đưa vào khai thác an toàn máy bay cỡ lớn tại sân bay Điện Biên được coi là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên, đặc biệt trong dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024.